Cuộc sống của MC Thanh Bạch sau những ngày ồn ào vị trí MC Nguyễn Ngọc Ngạn trong Paris by Night. Hai bóng hồng trong đời Thanh Bạch Người cay đắng tố chồng đồng tính, MC Thanh Bạch dù không đào hoa như các nam nghệ sĩ đỉnh nam khác nhưng lại có hai cuộc hôn nhân làm tốn nhiều giấy mực của báo chí. Những ngày gần đây, câu chuyện về MC Thanh Bạch và bà Trùm Thúy Nga trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất so với Việt. Cuộc hôn nhân tàn vỡ với vợ cũ Xuân Hương, ôn nào trở lại khi nữ nghệ sĩ dành nhiều kỳ với những tình tiết cực sốc để vạch mặt chồng. Đến thời điểm hiện tại, MC Thanh Bạch chưa lên tiếng phản bác, nhưng một điều có thể thấy rõ, ngoài sự nghiệp đỉnh cao là người dẫn chương trình lừng lẫy một thời, từng lập không ít kỷ lục, cuộc sống đời tư của MC hay nói hay cười cũng lắm ồn ào. Nhắc tới Thanh Bạch, ai cũng nghĩ ngay tới hình ảnh của một MC đa tài của showbiz Việt với lối dẫn dắt hài hước hóm hình cùng với khả năng hoạt náo trên sân khấu giúp cho Thanh Bạch nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả gần xa. Thanh Bạch là một trong số ít những nghệ sĩ được đào tạo kỹ năng tạp kỹ một cách bài bản tại Đại học sân khấu Lunasaki, Nga. Với vốn ngoại ngữ thành thạo, sau khi về nước, Thanh Bạch đi hát bằng những bài hát tiếng Nga với nghệ danh Lê Bắc, rồi làm người dẫn chương trình cho phòng trà Cửu Long. Từ đó, nghệ sĩ tài năng bắt đầu theo đuổi nghề MC chuyên nghiệp đời tư ồn ào với hai lần kết hôn, sốc nhất là vợ hai với 9 lần đám cưới, bị Xuân Hương vén màn cuộc sống không như mơ. Thanh Bạch có đời tư khá ồn ào với hai lần kết hôn, vợ đầu của nam MC này là Xuân Hương. Cặp đôi vốn xuất phát điểm là bạn học trường đại học sân khấu Luna Saki do Việt Nam và Liên Xô hợp tác tổ chức. Những năm tháng học cùng nhau giúp cả hai trở nên gần gũi và dành tình cảm cho đối phương và nên duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn, cặp đôi kết hợp ăn ý và được đông đảo khán giả yêu mến khi liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Thanh Bạch và Xuân Hương có với nhau một cậu con trai tên là Lê Thanh Tú. Đến năm 2006, Xuân Hương và MC Thanh Bạch bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Gần 15 năm sau, cặp đôi khiến dư luận dậy sóng khi Xuân Hương vén màn cuộc sống hôn nhân không như mơ với Thanh Bạch qua nhiều kỳ gây sốc. Có thể kể đến việc phải làm việc nhà như ô xin, bị chồng cũ rượt chém, cưới về chỉ làm bức bình phong. Tiếp đó, sau gần 2 năm sau khi ly hôn Xuân Hương, Thanh Bạch liên tục xuất hiện với người phụ nữ tên Thúy Nga. Chỉ trong 3 năm, MC này và bà Thúy Nga đã 9 lần tổ chức đám cưới. MC Thanh Bạch giải thích đây là những đám cưới nghệ thuật nên khác với những đám cưới của người bình thường. Nam MC cũng tiết lộ cả hai sẽ còn tổ chức thêm nhiều đám cưới khác. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn có nhiều lời đồn về giới tính của Thanh Bạch về phong cách ăn mặc hay trang điểm quá đậm của nam MC. Tuy nhiên khi được hỏi Thanh Bạch phản ứng rất gắt cao và cho rằng đang bị quan tâm quá nhiều về cuộc sống cá nhân. Nhiều lời đồn đoán, MC Thanh Bạch tham giàu, tạo vị thế vững chắc trong nghệ thuật, đã chấp nhận làm phi công trẻ cho người phụ nữ lớn hơn mình hàng chục tuổi, đã có chồng con đàng hoàng. Nếu đúng như những gì dư luận đồn đoán, MC Thanh Bạch quả là quá khôn ngoan. Gần như ở Việt Nam ai cũng đã từng ít nhất một lần xem những chương trình nghệ thuật do Trung tâm Thúy Nga sản xuất. Sau đó hàng loạt báo chí đưa tin MC Thanh Bạch đến với bà Thúy Nga Paris để đánh đổ Nguyễn Ngọc Ngạn. Thời gian qua, dư luận rất xôn xao việc MC Thanh Bạch luôn tay trong tay với người phụ nữ lớn tuổi đầy quyền lực trong thế giới giải trí, bà chủ của Trung tâm Thúy Nga Paris. Nhắc đến các chương trình của Thúy Nga, khán giả sẽ nhớ đến MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Nếu MC Thanh Bạch trở thành phu quân của bà chủ trung tâm Thúy Nga, chắc chắn vị thế của MC Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ lung lay. Bà Thúy Nga vì mê mẩn về điển trai lịch lãm của anh chàng MC Thanh Bạch. Nhưng đã 6 năm trôi qua, MC Thanh Bạch cũng không thể làm lung lay vị trí MC của Nguyễn Ngọc Ngạn bởi vì bà Thúy Nga không nắm giữ quyền điều hành của trung tâm Thúy Nga. Mà thay vào đó là bà Tô Ngọc Thủy, con gái của ông Tô Văn Lai và bà Thúy Nga Paris. Cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, Paris by Night 133 Nguyễn Ngọc Ngạn diễn ra một lần nữa. MC Thanh Bạch đã hiểu rõ vị trí MC Nguyễn Ngọc Ngạn trong Paris by Night sẽ được ai thay thế. Vì vậy, MC Thanh Bạch đã viết lên lối lòng của mình. Báo chí đồng loạt đưa tin chia buồn với MC Thanh Bạch. MC Thanh Bạch hiện tại không muốn lên tiếng về chuyện vị trí MC. Và trước đây, anh cũng đã từng lên tiếng là tôi không dòng ngó vị trí MC Nguyễn Ngọc Ngạn đó là cách anh ung dung giữa thị phi vì trước đó khi gặp ồn ào đời tư rất nhiều người dùng mạng miệt thì anh rất nặng nề người ta hay có xu hướng khuếch đại một nỗi buồn nỗi khổ của bản thân bạn bị phụ bạc đâu có nghĩa là cả thế giới này sụp đổ đó là nợ của riêng bạn trả xong thì nên vui đi chứ bạn hãy chọn góc nhìn lạc quan nhất trong khoảnh khắc bi kịch nhất của mình từ một câu nói tôi biết người đó đang trong hoàn cảnh nào một con heo bị đâm kêu rất thảm vì đó là tiếng kêu cuối cùng. Một tiếng kêu không còn lối thoát mà cả đời nó chưa từng kêu lớn như vậy. Một người chửi mắng bạn nặng nề đến mức tiếng nói của họ giống một con vật sắp lìa đời, bạn có nhất thiết phải phản ứng lại. Bạn chửi rủa đang ảnh bồi nhọ tôi, đồng nghĩa bạn tổn thương. Cần được giải tỏa sự khó chịu, vậy họ đáng thương hay đáng giận? Theo tôi, nên thương họ nhiều hơn, Vậy nên mọi chuyện xảy ra, tôi thường không kết luận đúng hay sai, tốt hay xấu, ai ném cái gì vào mình, tôi cho rằng mình xứng đáng nhận những điều đó và không tìm hiểu thêm. Tôi tìm thấy những điều hay đẹp trong những thứ thậm tệ người ta ném. Tôi hiện nhận một cậu bé làm con nuôi để truyền dạy bất cứ điều gì nó muốn trong lĩnh vực nghệ thuật. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ tận dụng tất cả theo từng độ tuổi trở thành người nó mong muốn, hiện tại bé mới 3 tuổi thôi. Nói như thế, anh đã chuẩn bị cho hồi kết của mình. Tôi hay quan sát hoa dầu bay, trong hàng trăm hoa rơi xuống, vì sao có cái rơi xuống đường, có cái lại rơi vào đất cỏ, vì chúng có quá trình bay. Từ chủ nghĩa khắc kỷ mà nói, tôi cũng như cái hoa dầu, vậy nên tôi sẽ chuẩn bị cho quá trình rơi của mình để đáp đất thật đã đời. Ở một nghĩa nào đó, ông Thanh Bạch cũ ra đi đi rồi. Người đang trò chuyện với bạn hôm nay là tinh hoa còn lại vì con người tôi đã hết hạn ở trần gian này. MC Thanh Bạch nói, người người vào bình luận. Thúy Nga muốn mọi người rời xa, không đi xem ca nhạc nữa thì hãy mời MC Thanh Bạch. Tôi tin trung tâm Thúy Nga có một đội ngũ thông minh lắm, không bao giờ họ sử dụng ông Thanh Bạch, phải biết lượng sức mình chứ. Ham muốn lớn mà năng lực quá nhỏ, sao làm được? Bất phần của ai trời đã định, có làm đủ mọi mưu mô cũng không được đâu. Cứ sống ngay chính bình an thì cái gì của mình sẽ đến với mình, sẽ bền vững hơn, không cần phải tranh giành thêm mệt thôi. Bất ngờ với con người của MC Thanh Bạch qua lời kể của vợ cũ Xuân Hương. Quả thực, nếu không trực tính, có lẽ cuộc đời cô đã không nhiều rồng bão đến vậy, đặc biệt là trong cuộc hôn nhân với MC Thanh Bạch. Và nếu không mạnh mẽ, có lẽ Xuân Hương đã gục ngã từ lâu chứ, không phải đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống một mình như hiện tại. Nhưng nghiệt ngã và cay đắng thay là thứ hạnh phúc ấy có được nhờ cô ly dị MC Thanh Bạch. Điều đó giống như cô cắt đi một khối u ác đã đèo đằng suốt 20 năm rồi Nhưng từ cảm nhận của cá nhân tôi, không phải Xuân Hương đang hạnh phúc, cô chỉ cố gắng nghĩ mình hạnh phúc để quên đi nỗi cay đắng trong đời để tiếp tục sống. Và sở dĩ cô thấy hạnh phúc là bởi bây giờ cô được sống cho chính mình. Bởi lẽ cô không còn sự lựa chọn nào khác, giấu khóc, giấu đau đớn thì bất hạnh vẫn mãi là bất hạnh, mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi cho tốt hơn, người khác gây phiền toái. Nghiệt ngã khi mà khán giả không biết rằng tiếng người đó được dắt ra từ sự khổ đau đến tột cùng của tôi trong suốt 20 năm sống cùng ông Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương nói. Trong câu chuyện mà Xuân Hương kể, chồng cũ của cô, MC Thanh Bạch không tốt đẹp như mọi người vẫn tưởng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, 20 năm là chặng đường quá dài cho một cuộc hôn nhân địa ngục. Nhiều người cũng thắc mắc tại sao Xuân Hương không chạy sớm hơn, không thoát thân sớm hơn mà phải mất tới 20 năm sau mới ly dị.